với kênh channel của Sam, lại là Sam nè. Thì hôm nay chúng ta trở lại làm video reaction. Gần trở lại, ok. Thì mình làm hơi lộ, trời ơi, nóng quá. Ok, và trước khi xem video này mà quên nhớ like, subscribe và tất cả thành viên trong hệ tụi mình nha. Và nếu các bạn thích mà reaction tiếp với Gacha Live, đừng quên cho video này thật là nhiều like nha. Thì tại vì video reaction lúc trước rất nhiều like nên hôm nay mình sẽ quyết định reaction tiếp. Thì hôm nay video reaction của chúng ta là gì nhở? Để mình xem nào. Chưa thấy được cái mẫu đề đây. Đây, thì mẫu đề hôm nay chúng ta reaction là Phong, Gucci và vật Dolce. Đó, chúng ta lại trở lại với là một hình thức gọi là, như các bạn thấy là hũ, đúng không? Đó, hình thức là hũ, tại vì mình là một con hũ mà, đúng không? Thì trước khi xem video mình, các bạn đừng quên là đem bánh chai nước chuẩn bị reaction thôi nào. Đó là thể lệ của mình khi tham gia reaction thôi nào. Đây, bánh chai của mình. Nguyên một cái bánh siêu to khổng lồ, đó. Ok, bánh chai nước có rồi, chuẩn bị reaction, let's go. Đây, video Phong, Gucci và vật Dolce. Thì theo mình thấy được ở hình đầu thì hình chưa gọi là cái giao diện đầu, đúng không mọi người? Cái giao diện đầu chúng ta thấy được là vật rất là đẹp trai, ngầu lãng tử. Phong rất là cute, tiểu mỹ thụ. Đó, đây, nhìn đôi chân là biết là người nào công, người nào thụ rồi đây. Còn đây là một con Pikachu. Nói chung là vậy, mình không biết là chung là Pikachu. Đó, ok, bắt đầu. Không cần biết. Bây giờ reaction thôi nào. Mình tưởng như độ ngạc luôn, ngỡ khổ. Ôi, cái giọng này là của Nhật nè. À, bạn ấy lấy giọng của Nhật luôn nghe hàng gì. Trời ơi, vậy càng tốt, hợp lý. Kiểu này đấy nè. Tại vì mình nhớ là trong video mà giọng của Nhật là Nhật dùng cái ngôn là Nhật với là Phong. Đó thì càng thể hiện là tình yêu hơn. Đó, ôi, nhìn mặt Nhật ngáo quá. Nhìn theo như làn khói Pikachu đứng kia mà xe vịt. À, Pikachu à, có nghĩa là bạn này là cảnh sát. Đây là cảnh sát nè. Pikachu là đại diện cho cảnh sát nha mọi người. Tại vì sao gọi là Pikachu? Tại vì từ đầu đến cuối cảnh sát những người bắt á thì mặc áo màu vàng thì nó là Pikachu. À. Chú đứng kia mà xe vịt lao ầm ầm hôm nay. Ui gì mà đen tối vậy? Ui à, làm cháy xe. Giờ người đang xì luôn. Đúng kiểu giật đen người luôn mọi người ơi. Cháy xe xong giật đen người luôn. Trời ơi, bị công an bắt là phải rồi. Làm cháy xe kìa. Hôm nay Vít đi đâu? Tại sao Vít không đón Phong đợi? Tại sao Vít cứ mãi luôn cho Phong leo cây? À, cho Phong leo cây. Trời ơi, nếu mà người không biết á thì cái từ leo cây chắc là có một số bạn không hiểu là từ leo cây nghĩa là gì. Có nghĩa là lúc mà nếu kiểu nha, mình hẹn sim đi chơi, lúc đó là kiểu là sim tới chỗ hẹn rồi nhưng mình không tới chỗ hẹn thì có nghĩa là mình cho sim leo cây ấy. Có nghĩa là mình không tới điểm hẹn ấy, đó, cái là cho leo cây ấy, mọi người. Trời ơi, Phong khóc quá, Phong lên cây cũng ngồi luôn kìa. Trời ơi, bạn này sống động thật. Yeah. Này chàng trai ơi, vai vịt đeo cặp thu chỉ mang trên vịt đi. Ôi, giàu. Ồ, nhìn bắn mọi người. Trời ơi, cặp Gucci, giày Dolce, đó, mắt sáng luôn, trời ơi. Nhà giàu chứ đâu, đây là dịch giàu ngầm mọi người, dịch giàu ngầm đấy, dịch giàu ngầm. Ba caro với a body, xe thì quay an xe. Tay vịt cứ vịt. Tôi thề mọi người luôn, cái tay không hề động vào cái chỗ lái luôn nha. Cái tay không hề động nha. Vô lý, tôi cho một điểm vô lý. Làm ơn tác giả, làm ơn tay không hề cầm ga mà tay cứ người ta đọc cái lời là tay anh cứ vít ga mà ông Dịch không hề động một cái cầm vít luôn. Ông Dịch có thể để tay này mà xe vẫn chạy được. Trời ơi, cái xe gì đâu mà xe này xe hiện đại mọi người ơi, xe mà không cần vặn mà vẫn chạy nè mọi người. Đó, xe hiện đại lắm rồi nè. Đêm vịt ôm bóng đá với si sa. Dễ thương quá. Cái gì nè? Với si sa. Ủa gì vậy? Có dòng từ dừng. Thích cặp vật ít Phong thì nhấn mạnh like nha các cậu. Đúng rồi đấy bạn. Thích, nếu các bạn thích cặp đôi Phong cận và vật đừng quên nhấn like cho mình nha. Và nhấn like cho bạn này luôn nha các bạn gấu đâm mộ. Đó. Ok các bạn nhớ like nha. Còn mình gặp mình là mình like luôn, mình tự like video mình luôn mọi người. Tại vì video này mình thích thật. Giữa ngã tư vịt nhìn theo những làn khói. Lại làn khói kìa. Trời ơi. Pikachu bắt. Trời ơi. Ôi đầy luôn kiểu. Ôi mọi người có cả rất lạ lùng không kiểu đây nè. Dạ chứ nha. Mình sẽ tu lại ngày mọi người thấy điểm vô lý. Thôi. Đây. Cái ông công an này cứ gọi là cứ canh cái góc này bắt ông Dịch đi ra đây cạnh đầu này nha. Đây, mình sẽ cho mọi người thấy. Đây cạnh đầu.
nhìn theo như là đây cũng là góc đó đúng không? Pikachu đứng kia mà xem. Không phải, cái này góc khác, góc khác. À không, nói chung là cái ông công an này nói chung mình hơi lộn, nhưng mà ông này cứ ngắm ông dịch ông bắt không à. Đây ok. Cứ cái ông mình cảm giác ông cái ông công an này cứ ngắm dịch là cứ dịch làm gì sai là cứ bắt, dịch làm gì sai cứ bắt, giống kiểu là thích dịch nè, ông này có khi nào cũng thích dịch đó. Đó. Cứ bắt hồi người ta cứ nhắm người ta bắt hồi à. Trời ơi lôi cái tay đi luôn à. Ác sợ luôn. À dịch qua. Tại sao Phong không súng luôn? Phong rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Người ta gọi là ông Phong cũng đợi bao nhiêu ngày rồi, đợi mấy chục ngày rồi mà vẫn bị cao su và gọi là vẫn bị cho leo cây. Đó, bây giờ người ta cho ông leo cây lại đúng rồi. Khóc gì nữa. Phong cứ mãi luôn cho vịt leo cây. Ồ Phong này. Này người đẹp ơi, chân Phong đi sụp gu chỉ và trông như mấy tin trai nở. Đôi quần tương quá. Lung tung. Đây đôi quần thì dắt là đúng kiểu dắt luôn thật. Phong kêu mang thế mời ngầu, xe thì vịt không quan tâm. Vì vịt luôn luôn đón Phong. Trời ơi, nghe câu này cảm động quá, kiểu là xe thì vịt không quan tâm, mọi thứ vịt không quan tâm. Có Phong là vịt cảm giác gọi là quan tâm. Vì có Phong nên vịt không quan tâm gì hết. Đó, trời ơi, vịt tương như nè. Vịt luôn luôn xe mãi mãi bên Phong. Hôm kia trời ơi nóng quá, cần một xe nước, cần một xe nước lửa, cần một xe cấp cứu tới đây để dội tôi, trời ơi nóng quá, trời ơi. Wow. Tuy là hiện tại Phong đang ngoại tình với mình nhưng mà mình cảm giác được Phong yêu dịch, tôi biết là Phong yêu dịch nhưng mà không sao, tôi cũng thích điều đó. Ôi dễ thương quá à. Mà quên thì cái sau khi nghe bài hát này mình có sực nhớ ra mình có thể đàn được bài hát này. Đó đây, mình sẽ lấy các bạn. Ờ đâu ta? Đây, đây. Đó, đây mình có thể đàn bài hát này cho các bạn nghe. Thì nói chung là mình sẽ reaction ngay thôi, từ từ ngay ngày đã. Xong rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ tạm gác, nói chung là mình sẽ tạm gác lại việc reaction thì mình sẽ đàn với bạn nghe cái bài hát, cũng là bài hát chàng trai gọi là Gucci Dolce này với giọng của mình với là cái đàn ukulele. Ok mọi người đón nghe nha, mọi người đón xem nha. Ok mọi người thì bây giờ mình sẽ đàn bài này và hát cho các bạn nghe luôn. Ok, nếu các bạn mình có hát dở hay là đàn sai thì các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì cái này mình tự học, mình không có nhờ ai dạy hết, đây là cái bài đàn cái vui thôi. Đó nói chung là một món quà bé bé nhỏ nhỏ dành cho mấy bạn fan của mình. Đó, tuy là mình hát không có hay, mấy bạn lắng nghe nha. Giữa ngã tư em nhìn theo những làn khói, Pikachu đứng kia mà sao anh lao ầm ầm. Hôm nay anh đi đâu? Tại sao anh không đón em? Tại sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây? Này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci mà chân anh đi giày Dolce. Lưng thì la 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 la. Trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc son mà anh là điều thuốc bổ. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cụ su hảo. Cụ su hảo trồng ở đâu nào? Cụ su hảo trồng ở Tây lạ. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cụ khoai tây. Cụ khoai tây trồng ở đâu đây? Cụ khoai tây trồng ở... Em quên mất rồi. Ok, thì đó là cái bài hát đó thôi. Tuy dở nhưng mong các bạn nghe và các bạn like video này đó. Nói chung là mình đã không gây đâu. Ok, xong rồi nhá. À, đau hết cả tay.